Ngày hôm nay mình sẽ lẻn vào hệ thống đào tạo lập trình viên số 1 Việt Nam và đánh cắp dữ liệu từ họ. Và mình đã có một kế hoạch rất hoàn hảo cho phi vụ lần này. Địa điểm chính là căn phòng này. Và sẽ luôn có một người giám sát thường xuyên vào trong kiểm tra. Và vì thế chúng ta có bước 1, phải sống. Mình sẽ cải trang thành thợ sửa điều hòa, xuất hiện một cách bất ngờ và rời đi một cách nhanh chóng. Nhận thấy điều hòa không hề bị hỏng, người giám sát lập tức nghi ngờ và đuổi theo mình và cho rằng mình đã rời khỏi đây. Nhưng tất cả đã nằm trong tính toán. Và lúc này, kế hoạch ve sầu thoát xác. Lúc này, người giám sát vẫn mải mê đi tìm thợ sửa điều hòa và không hề biết rằng mình đã rời khỏi đây bằng đường thoát hiểm.